Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Người phóng sinh ẩu đả với nhóm chích điện bắt cá. Tối ngày 30 tháng 8, nhóm người thả cá phóng sinh bên bờ sông Sài Gòn tại chùa Diệu Pháp, phường 13, Bình Thạnh. Lúc này, ba thanh niên đi trên hai chiếc ghe tiến tới, dùng bình kích điện bắt cá vừa được phóng sinh, vớt lên ghe. Bức xúc, một người đàn ông trong nhóm vừa thả cá đã lao xuống nước ngăn cản ẩu đã với thanh niên chích điện cá. Nhiều người trên bờ ném vật dụng về phía những người bắt cá. Sự việc diễn ra trong khoảng một phút, được người dân ghi lại. Ông Tạ Thanh Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13 quận Bình Thạnh, cho biết vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. Điên hành vi chích điện cá tại khu vực sông đã bị cấm, địa phương từng phối hợp nhiều đơn vị xử phạt nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Một số cư dân mạng bức xúc để lại bình luận. Được phép chích điện bắt cá hay sao? nếu không được phép thì cơ quan chức năng ở đâu mà nhiều năm không xử lý. Thả cá thì bị chích và bắt lại, thả chim thì bị bẫy và bắt lại, vậy sao chúng ta không nghĩ là khỏi thả hay phóng sanh, mà dùng tiền đó là những việc nghĩa khác nhỉ? Chính quyền nơi đây cần có động thái bảo vệ và dẹp ngay nạn cá tặc này để những hình ảnh ngày lễ tâm linh và ý nghĩa nhân văn này luôn được tôn trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.